Rất thiếu kinh tiếng đơn phản công của công lý vừa rồi thì đội bàn kẹp rất chặt, phản công rất mạnh, do đó cho nên là anh chưa thực hiện được 2-0. Số 2 với số mấy đây? Đội tuyển số 2, 1-4. Quá. Nếu bóng hầm điểm trước cho đội tuyển bóng 2-3-5. Một con hai đây hết điểm. Điểm tiếp theo đội tuyển bóng 2-4-5. Điểm số còn là rất khá, chỉ còn là 1 điểm nữa. Phát bóng xong đổi ra điểm cho đội tuyển bóng 7-6-4. Bạch hết rồi. Văn Lý chấp được ba bóng rất chuẩn. 5-6. Phát bóng ra ngoài. Cười cho đội tuyển bóng 7-5. Phát bóng. Rất hay. Cầm quay tay cho anh tí mà để anh thay đổi ra ngoài. Phát bóng ra ngoài đường ra đường cho đội tuyển số 2-6-8. Cứ hết một hiệp là coi như là mình ấn cái nút đi để quay trở về ấy, để quay hiệp mới ấy. Mình chưa làm mấy cái video ấy. Rồi. Phát bóng. Bảo Phương bật cầu thay quả tổng ra ngoài 9-6.
Mày qua, đánh cho tao. Rồi, đánh lên. Đánh lên quá. Tạp hốt. Tạp hốt đánh bóng nhá. 10 6 Thanh này. Đó. Ôi. Tạm lưới. Tạm lưới, tạm lưới rồi. Mới được tí. Rồi, tôi được một thống 2, 7, 10. Hai phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Từ cho đội tuyển bóng 7 11 7 Tài bóng tốt. Tám mười một. Ủa bây giờ không phải là rất là cầu. Ủa bóng hôm qua rồi cái đường 12 8. Tay nhỏ rửa đánh như gậy tay mất. Thế này không còn lại là thế này. Còn đâu, còn đâu. Hay quá, biết luôn. Có, thì không. À, đập bóng rất xuất sắc của anh Hải. Đã đi đường cho đội tuyển 12. Có không? Không cứ. Điểm 10-12. Nhiều ra ngoài. Rồi. Vít hết rồi. 13 ngoài hết cho bay. Tôi chưa ra ngoài rồi. Không phải biết đâu. Rất tốt. 11, 13. Còn. Hết điểm rồi. 14, 11. Ở đây, bắn lý, thử đi. Được chưa? Đúng rồi, rồi. Bóng quá thật. Đổi, 12, 15. Một là lên bê hẳn. Phát bóng. Bóng nhỏ. Bắn lý thôi, không thành công. Đi bóng ra ngoài. 16, 12. Lại là văn lý chưa được. Bảo hộ. Bảo hộ đánh bóng không ra. Từ 13, 16. Tiếp quả. Thank you.
Ôi rồi. Tổng ra ngoài 18, 13. Phát bao nhiêu? Thất thất, không, không cứu được rồi. Nhi nhầm lắm. 19, 13. Mấy người là đội bạc đá ghi điểm 20-13. Chúng ta hãy qua trong ngoài hả? Đấy chứ. Ủa thế này không biết được. 21-13. Còn những người đi người biết được rồi, những này đã vẫn còn rồi kiếm thật rồi. Rồi, thế bây giờ và 14, 2 tấn công, bạn lý đánh bóng chết thật rồi. Thế này ngoài kết quả bóng đang ra ngoài sân. 22-14. Mình đứng đây là mình nhìn đến cấm, nhưng mình trọng tài nhìn đến xuống là cái món là ngoài nữa. Phát bóng, phát bóng hai đường chỉ từ 15-22. Còn đến đây bóng đã cầm thân ai đây. Rồi 23 15 lỗi rồi. Vẫn còn chuyền cho Thanh Hải đi. Ở đây tổng tài lại tôi có rồi. 16-23. Bóng chưa qua đổi 17-23. Và cứ bóng hết sức chuẩn. Ai đây? Một tuyệt vời. Rồi 24-17. Tiếp tục
Đấy, đúng rồi, rồi. Kết quả 25-17. Đúng rồi, chúng ta đã chứng kiến trong hiệp đầu thứ 2.